Dưới ảnh hưởng của cơn bão số 6, bão Trà My, người dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đang phải hứng chịu trận lũ lịch sử, nước dâng cao hơn nhiều so với mức báo động. Từ hôm qua 28 tháng 10, lũ sông Kiến Giang vượt báo động 3 hơn 1 mét, hàng chục ngàn nhà dân ở huyện Quảng Linh, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới bị ngập từ 1 mét rưỡi đến 2 mét rưỡi. Tại các địa bàn này, nước lũ cô lập các hộ dân, hệ thống điện lưới bị cắt, giao thông hầu như bị tê liệt. Các phương tiện cứu hộ cứu nạn của các lực lượng chức năng hoạt động hết công suất trong điều kiện mưa gió tầm tã. Nhiều người dân liên tưởng đến trận Đại Hồng Thủy vào tháng 10 năm 2020 từng nhấn chìm rốn lũ Lệ Thủy, khiến hàng ngàn hộ dân bị cô lập, nhiều tài sản của người dân mất trắng. Trận lũ lần này ghi nhận mực nước tăng lên nhanh hơn 4 năm trước. Theo dự báo, nếu tiếp tục mưa lớn kéo dài, trong đó hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh còn hứng chịu trận lũ lịch sử hơn cả đợt tháng 10 năm 2020. Nắm bắt được thông tin, các nhóm cứu hộ từ các tỉnh thành lân cận điều động nhân lực cùng xuồng cano đến hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, vào thời điểm này, mực nước đang lên cao, sóng to khiến cho việc tiếp cận khu vực gặp nhiều khó khăn và không đảm bảo an toàn. Lãnh đạo huyện Lệ Thủy bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần của các đội nhóm vượt qua khó khăn mưa gió để giúp đỡ người dân. Nhưng thực tế, các nhóm cứu hộ từ xa không quen thuộc với con nước và địa hình. Do vậy, việc sử dụng xuồng cano trong điều kiện này có thể gây nguy hiểm cho nhân sự của các đội. Huyện đề nghị các nhóm tạm dừng hoạt động cứu trợ. Khi mực nước đảm bảo an toàn, các đội nhóm có thể vào hỗ trợ người dân. Hiện các lực lượng chuyên nghiệp chủ động triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn tối đa cho người dân cùng tài sản. Năm nào cũng vậy, đến hẹn lại lên, khúc ruột miền Trung lại oằn mình trong bão lũ. Lúc này, lực lượng công an cùng các phương tiện, thiết bị có mặt những nơi xung yếu, địa bàn thấp trũng, có nguy cơ ảnh hưởng để giúp dân phòng chống bão và mưa lũ. Chiều qua 28 tháng 10, nhận tin một phụ nữ ở vùng ngập lụt chuyển dạ, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình huy động thuyền vượt lũ, nhờ đó sản phụ kịp thời đến bệnh viện, gia đình dở oà niềm hạnh phúc, mẹ tròn con vuông. Khoảng 14 giờ chiều qua 28 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Đức Ninh nhận tin báo của gia đình chị Đặng Thị Hà ở thôn Đức Thủy, xã Đức Ninh có hiện tượng chuyển dạ. Lực lượng công an quân sự của xã dùng xuồng máy đến chuyển thai phụ từ vùng ngập lụt ra vị trí đường lớn. Tại đây, lực lượng chức năng tiếp tục dùng ô tô chuyên dụng chở thai phụ đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam, Cuba Đồng Hới. Tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục có mưa to tại huyện Lệ Thủy, nơi được xem là rốn lũ, nước vẫn tiếp tục dâng cao. Lực lượng chức năng tiếp tục tiếp cận các khu vực ngập sâu, hỗ trợ người dân vùng lũ. Gồng mình ứng phó cơn bão đi qua, đồng bào miền Trung lại vật lộn với mưa lũ và hành trình tái thiết cuộc sống. Những hình ảnh cận cảnh về vỉa hè ven sông Hàn ở thành phố Đà Nẵng rách bươm khiến cho nhiều người xót xa trước sức tàn phá của cơn bão, nhưng cũng đặt ra câu hỏi vì sao có hiện tượng này. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cho biết, thời điểm bão đổ bộ, đoạn đường Như Nguyệt, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng chìm trong nước, dài hàng trăm mét khi sóng bạc đầu từ cửa sông Hàn đánh vào, gây ra tình trạng nhiều đoạn vỉa hè cam mảng gạch bị lột sạch, chỉ còn lại dấu vết xi măng, không phải do chất lượng công trình. Về xử lý hư hỏng vỉa hè Như Nguyệt, trước mắt là xử lý tạm, đảm bảo mỹ quan, phục vụ nhu cầu đi lại cho bà con nhân dân. Còn về lâu dài, Sở đang giao cho đơn vị tư vấn, nghiên cứu, tính toán các phương án phù hợp.